Kem 100 Gold đã được chứng minh lâm sàng giúp tăng cân và chiều cao sau 2 tháng. Kem 100 Gold được chứng minh lâm sàng của Viện Y học Ứng dụng Việt Nam giúp trẻ tăng cân sau bao lâu? A là 2 tháng, B là 4 tháng và C là 6 tháng. Ở câu hỏi này thì Sương Mai xin phép bác sĩ là sẽ được công bố đáp án gửi tới quý vị khán giả. Trong 3 mốc thời gian này đó là 2, 4 và 6 tháng. Sau một quá trình nghiên cứu cũng như là thử nghiệm thì Viện Y học Ứng dụng Việt Nam đã công nhận là sản phẩm Kem 100 Gold đã giúp trẻ tăng cân và chiều cao sau 2 tháng. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A thưa quý vị. Kem 100 đánh bay thấp còi.